Ok, và hello tất cả mọi người nha. Chào mừng là fan của mình. Và chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với Valentine Channel. Hôm nay mình sẽ tiếp tục series con Nekobara nhé. Chocola, この伝票、ご主人にお願い。Ok, tập trước là tụi nó đã hoàn thành bài thi và lấy được cái chuông rồi. Nhưng mà dạo gần đây thì Chocola lại không có tập trung cho lắm. Nó tự nhiên nó tới ôm mình à. Và ngửi. Chocola. Nó hỏi mình là có chuyện gì nữa chứ. Mình kêu là để mình lặp lại cái lời của nó và mình hỏi nó là mình kêu nó xem là nó đang làm cái gì. Và nó giật mình. Nó hỏi là tại sao nó lại ôm sau lưng mình nữa chứ. Giờ nãy giờ là làm việc là nó đã không tập trung rồi từ hôm qua tới bây giờ. Và bây giờ nó lại có những cái biểu hiện như là hửi mùi như thế này. Khá là lạ. Nó vừa mới nói là mình dụ dỗ nó ôm mình nữa chứ. Nhưng mà mình nói là không phải, là con này tự nhiên vô ôm mình. Và nó cũng không có hề biết được là nó tự vào nó ôm mình luôn. Nghe nó, sau khi mà mình kể cho nó nghe về cái việc đó thì nó nghĩ là nó có phải là nó làm như vậy không, kiểu như là nó thắc mắc á. Nó kêu là nó vẫn ổn, nó không có bị bệnh. Nó vẫn là miêu nữ có chứng chỉ rồi. Ok, mình sẽ tiếp tục mình theo dõi Chocola xem Chocola có gì đó nó không ổn. Vanilla cũng hỏi nè. Nó nghĩ hôm nay khá là nóng. Mặc dù là trong quán nó có máy lạnh rồi. Hình như ở bên ngoài mình thiếu một cái loại bánh gì đó. Cho nên là nó vô nó nhắc nhở mình. Nó muốn vô nó nhắc nhở mình là làm thêm cái loại bánh đó. Tự nhiên nó quên, nhắc nhở mình về cái việc mà thiếu loại bánh vậy đó. Rồi nó cũng không có nhớ, cho nên là mình bắt đầu là mình thấy nghi ngờ. Mình hỏi nó là ngày hôm nay có ổn hay không. Đúng rồi, có rờ đầu, rờ chán xem nó có bị sốt hay không. Lại bắt đầu ôm mình và hửi. Khá là lạ. Và nó lại tiếp tục như vậy. Kiểu như là nó không có biết được là cơ thể nó đang làm gì.
nó không có nhận thức được, mất tập trung. Ok, và Vanilla nó thấy lâu quá cho nên nó vô nó hỏi về cái việc mà thiếu Midufi gì á. Hình như là tên một loại bánh tên Pháp thì phải. Ok. Sau khi mà Vanilla nhắc nhở đó thì nó bắt đầu nó nhớ ra, nó nói mình là mình tụi mình đang thiếu cái Midufi gì á. Và mình bắt đầu mình hỏi Vanilla là có để ý là có chuyện gì đó đang xảy ra là chocolate hay không. Và Vanilla nói là có thể là chocolate đang bị ốm. Không phải, thấy chocolate rất là lạ chứ không phải là bị ốm. Và mình hỏi là Vanilla có hửi thấy mùi gì kỳ lạ hay không. Vanilla nói không. Nhưng mà tại sao là chocolate lại ôm mình và hửi kiểu như là thích thú vậy? Hình như Vanilla nó nhận ra được cái điều gì đó, mình cũng chưa hiểu. Ok, mình kêu Vanilla là đưa chocolate đi nghỉ đi. Giờ Vanilla hỏi còn cửa hàng sao, cho nên là mình sẽ đóng cửa hàng sớm để cho con này nghỉ. Và sau khi mà chocolate nghe được thì chocolate nó chạy vô. Nó nói là nó vẫn ổn và nó nói là nó đã có cái chuông rồi. Và cái chuông giúp cho nó có động lực để mình tiếp tục làm. Vanilla thì chuyển sang chế độ bắt cóc nữa chứ. Ok, bây giờ mình sẽ làm thêm những cái món phi Milofi gì á. Và chắc là phần sau thì sẽ thăm hỏi chocola. Neko para. Chocola nói là cái gì đó, trái tim của nó không có ngừng đập thình thịch được. Cứ nghĩ về mình thì nó cảm thấy gì đó lạ. Và nó nói là cơ thể nó cực kỳ nóng. Ok, phần này mình sẽ không nói đâu. Mình vừa bước vô phòng và mình hỏi nó là ổn hay không. Nó giật mình. Và mình cũng hiểu là nó đang làm gì rồi. Ok, nó trách móc mình là tại sao vô phòng mà không có cửa. Đây là kiểu tuổi mới lớn á mà. Giờ đi nick luôn. Nó hỏi mình là về cái cửa hàng thì mình đã đóng cửa rồi, nay đóng cửa sớm cho nó nghỉ. Nó hỏi là đóng cửa tại sao vậy? Thì mình nghĩ là do con này không có khỏe cho nên là mình quyết định mình đóng cửa sớm. Và nếu mà có thể dịch theo cái nghĩa bình thường đó là con này nó đang bị một vấn đề tâm lý.
Ok, mình bắt đầu là mình quàng tay vào người nó. Hiểu rồi, cái tâm lý này là tâm lý biết yêu á mà. Ok, những cái phần này nó sẽ là những cái phần khá là nặng thôi. Nặng về cái phần mà 18 cộng á, cho nên là những khúc đó là theo chính sách của YouTube là mình sẽ không có chiếu những cái khúc đó, chắc chắn là mình sẽ cắt hết. Ok, Vanilla là cuối cùng cũng đoán ra được rồi. You can. Ok, những khúc này thì mình sẽ không dịch đâu bởi vì nó theo hướng người lớn quá nhiều rồi. Và sau khi mà Vanilla nói những cái đó thì Chola đó lại bắt đầu hiểu và bắt đầu khai thật là nó đã có tình cảm với mình. Ok, mình bắt đầu hồi tưởng lại là từ chiều ngày hôm qua đi chơi là nó đã hửi thấy được cái mùi cực kỳ lạ và tuyệt vời từ mình rồi. Cái chuyện này chỉ là bình thường khi mà các mèo nữ vô tới cái độ tuổi mới lớn thôi mà. Dạ, nó cũng khá là tệ. Bởi vì sao? Cái tuổi này là bắt đầu là khi mà tụi nó đã biết yêu rồi là tụi nó sẽ ham muốn nhiều thứ khác cơ, cho nên là mình mới thấy tệ. Ok, và Vanilla nó đang cố giải thích là tận sâu trong tim là Chocola nó đã yêu thương mình rất là nhiều, nhưng mà nó cũng biết được là miêu nữ lại con người không thể kết hợp lại để sinh ra em bé được, cho nên là có thể là tình yêu này nó sẽ là tình yêu mà ngõ cụt á, không có tương lai. Vậy là hỏi mình là có thích Chocola không? Ok, giờ mình nói là có, giờ Chocola khá là quan trọng với lại mình. Cả Chocola lẫn Vanilla đều như vậy, đều là quan trọng và đều là những thành viên trong gia đình. Giờ nó hỏi mình là con người cho nên là mình có quên cái điều đó không? Không. Thô nét đó là tuyệt vọng mà. Tụi này nó nói là Vanilla nói với Vanilla nói là tụi nó là miêu nữ, cho nên là nếu như mà yêu tụi nó thì sẽ khá là tuyệt vọng bởi vì sẽ không có được con. Và quay lại quá khứ từ lâu, thiệt là lâu, Vanilla đã nói từ điều này. Dạ, nếu như ta tụi này là miêu nữ cho nên là sẽ không có tương lai, nên nếu như mà yêu tụi này sẽ là một cái lỗi cực kỳ nặng. Nhưng mà để xem quyết định của nhân vật mình nó sẽ như thế nào đây.
ご主人様、ショコラは本当にご主人様のことが好きなんです。ショコラは cực kỳ yêu mình. 好きだから大切な人の役に立つ。Dạ, khi mà ショコラ yêu mình, nó sẽ muốn trở thành một người nào đó quan trọng đối với mình. 頑張ったんです。Và nó là khi ở bên cạnh mình, nó sẽ cố gắng làm hết sức có thể. À, kiểu như là nó không muốn mình từ chối tình cảm của nó mà. Ok, đó là lý do tại sao là cơ thể của chocolate rất là thích. Và có thể là do quả tim của nó. Nhưng mà lý do mà chocolate yêu thương mình, thật sự luôn khó hiểu á, mình vẫn không có hiểu được cái câu nói của câu này. Nào là thật sự trong tim nó không yêu mình bởi vì một cái lý do nào đó và nó yêu mình. Wow. Bởi vậy con gái mới là khó hiểu, mặc dù như nữ nhưng mà vẫn là con gái cho nên khá khó hiểu. Dạ hình như à, mình vừa mới phun chocolate do là nhân vật của mình á, nghĩa là tầm nhìn của nhân vật của mình á, là đang hiện tại là đang trong tầm nhìn của mình luôn, cho nên là mình không thấy được cái cảnh mà ôm hôn. Mình chỉ thấy được cái cảnh là bế chocolate lên và hôn thôi. Oh. Và quyết định của mình, quyết định của mình là không từ chối và chấp nhận luôn, bởi vì nếu như mà có tuyệt vọng thì tất cả sẽ cùng tuyệt vọng chung, chứ không phải là một đứa cùng tuyệt vọng. Và mình lại hôn chocolate thêm một lần nữa. Ok. Ok. Ok, tiếp tục thôi. Mình đã skip qua cái khúc đó rồi. Cái khúc mà tụi nó chào nhau ái ân đông đầy mà. Chocolate. Chocolate. Nói chung là nếu mà bạn nào có cái này thì tốt nhất là trải nghiệm, tự trải nghiệm mình đi. Vì cái những đoạn đó khá là hay đấy. Hiện tại thì mình là do là mình đang lên YouTube cho nên là mình không có để được mấy cái đoạn đó. Dạ tụi này đang chocolate đang ngủ rồi nhưng mà chocolate vẫn nói mớ là vẫn tiếp tục nói yêu mình liên tục. Và Vanilla nói nếu như mà chocolate cảm thấy cái điều đó hạnh phúc thì chocolate Vanilla cũng sẽ hạnh phúc theo. Tại vì Vanilla là chocolate là từng sống với nhau từ nhỏ rồi, giống như là chị em sinh đôi vậy á. Cho nên kiểu như là cái cảm như là giấc mơ của tụi này nó cũng gắn kết chung với nhau luôn. Khá là hay. Ừ, tuy nó ngủ được nhưng mà nó vẫn biết được là mình chúc ngủ ngon tụi này. Ok, mình trở lại phòng mình. Và chắc là video này mình cũng dừng lại tại đây thôi nhá. Thì nếu mà bạn nào thấy hay nhớ để lại mình một like và share. Bạn nào chưa đăng ký nhớ bấm vào đăng ký nhá. Vì một đăng ký nó miễn phí mà nó không tốn đi đâu. Đăng ký để ủng hộ mình nhiều hơn nữa. Và cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt. Bye bye.